trình kịch truyền thanh. Chú Thảo xin được gửi lời chào thân yêu đến quý vị thính giả đang nghe chương trình kịch truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, mạng xã hội không ngừng phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, bởi nó giúp duy trì kết nối, giúp mọi người có thể tương tác với nhau một cách thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nó cũng có khả năng mang lại nhiều điều tiêu cực, nhất là hành vi khi có người lợi dụng mạng xã hội để nhằm mục đích xấu hoặc chỉ để khoe khoang. Điều đáng nói, có những hành vi mà nhiều người nghĩ rằng chuyện phong bạc, che giấu sự thật để đánh bóng tên tuổi, gây sự chú ý trên mạng xã hội thì chỉ là chơi đùa, không có hại đến ai. Nhưng thực ra có những trường hợp đó không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể dẫn đến các hình thức xử phạt từ hành chính đến hình sự, tùy thuộc vào mức độ và hậu quả gây ra. Cũng nhờ việc Mặt trận Tổ quốc thực hiện công khai sao kê, đảm bảo tính minh bạch và để những người hảo tâm yên tâm đóng góp, thì cũng qua đó lộ ra những người thiếu trung thực, khoét trương không đúng sự thật khoản tiền đóng góp của mình. Hành vi này không chỉ vi phạm các chuẩn mực đạo đức mà còn vi phạm cả pháp luật. Như Thảo mời quý thính giả cùng đến với một câu chuyện về nội dung này qua phần diễn xuất của các nhân sự TTV11 vào vai các nhân vật như sau: Phương Vi, vai Giang; Hoàng Nam, vai Khánh; Nhật Ái, vai Mỹ; Thiện Trường, vai ông Tân. Và sau đây kính mời quý thính giả đón nghe câu chuyện Cái giá của phong bạc của tác giả Bạch Quả. Đến giờ làm, Giang luống cuống chạy tới công ty với cơn mưa nặng hạt. Khi cô bước vào phòng, đồng nghiệp ai cũng ngoái nhìn, nở nụ cười thân thiện. Ủa chị Giang, đi làm trễ vậy chị? Tự nhiên hôm nay mưa quá, chị không có dám chạy xe nhanh, ướt hết trơn rồi nè. Mấy nay vô mùa mưa bão quá. Đúng rồi đó, nay đang có cơn bão số 3 ở miền Bắc mà. Rồi chỗ mình cũng bị ảnh hưởng một chút đó chị. Còn khu vực miền núi á, tội nghiệp lắm chị ơi, bị ảnh hưởng bão nhiều nè, rồi sạt lở, lũ quét đủ thứ hết à. Thấy thương ghê luôn á. Vậy nên hôm qua chị mới chuyển khoản quyên góp qua tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó. Hôm qua trên Facebook chị á, em có thấy chị đăng hình biên lai chuyển khoản ủng hộ bà con anh bị ảnh hưởng bởi bão lụt vậy nè. Mà nhân viên tụi mình á, lương không có cao, mà sao chị ủng hộ nhiệt tình quá vậy? Chị ủng hộ tới 2 triệu lần á hả? Chị còn tính ủng hộ thêm đó chứ. Chứ mình may mắn quá, sống trong chăn ấm nệm êm, mình phải chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Trời ơi, nghe chị nói vậy chắc em cũng phải quyên góp liền thôi. Ý, sếp Tân nhắn gì trong nhóm công ty mình nè chị? Để em coi coi. Hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, công ty kêu gọi các nhân viên đóng góp, ủng hộ, chia sẻ với nhân dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Mọi sự đóng góp xin thực hiện theo các hình thức sau. 1. Tiếp nhận ủng hộ tiền bằng hình thức chuyển khoản. 2. Tiếp nhận ủng hộ trực tiếp. Chị Huỳnh Thị Thiên Mỹ, phòng tổ chức hành chính. Ủa, vậy là mình phải quyên góp thêm nữa đúng không? Em nghĩ cái này là kêu gọi tùy lòng hảo tâm thôi chứ không có ép. Mà chị đã quyên góp cho Mặt trận Tổ quốc rồi thì khỏi quyên góp ở công ty nữa cũng được mà. Sao được? Đã mình ủng hộ vì tấm lòng thì đâu có phân biệt là quyên góp chỗ này hay chỗ kia. Thôi, chị vẫn tiếp tục quyên góp theo lời của sếp Tân. Trời ơi, chị Giang tốt thiệt á nghe. Tụi em rất là hạnh diện vì phòng mình có được cái người đồng nghiệp tốt như chị luôn á. Trời ơi, có cái gì đâu. Cái thằng này, mày khen chị hoài, chị mắc cỡ quá. Mọi người trong phòng góp tiền lại đưa cho Giang. Giang là thủ quỹ của phòng nên đã tổng hợp lại đầy đủ số tiền và đi tìm chị Mỹ, thủ quỹ công ty để ký nộp. Ủa, chị Mỹ đâu rồi ta? Bước tới cửa phòng, không thấy Mỹ, Giang quay trở về. Gần cuối hành lang, tình cờ Giang lên tiếng nói chuyện điện thoại khá căng thẳng. Thì từ từ chứ, mấy nay tôi đang kẹt tiền, làm gì mà hối dữ vậy? Hồi bữa dì đã đồng ý cho tôi khất nợ một tháng rồi mà, tự nhiên giờ đông đỏng lên đòi, làm sao? Trời ơi, khổ quá, đợi tới lương chứ giờ hô có tiền sao có liền được. Rồi, tuần sau
chắc chắn tuần sau có lương tôi trả liền. Đừng có điện thoại hoài nữa. Chị Mỹ. Gì vậy Giang? Làm hết hồn à? Chị ở đây mà làm em kiếm chị nãy giờ. Mà có chuyện gì mà chị căng thẳng dữ vậy? Có gì đâu. Mà em kiếm chị có việc gì vậy? À, phòng em quyên góp tiền ủng hộ người dân bão lũ. Em đại diện phòng qua đây nộp cho chị tổng hợp cùng các phòng khác nè. À, vậy đưa đây cho chị đi. Chiều hôm đó khi mọi người đã tan làm, Mỹ ngồi một mình trong phòng làm việc, cầm trên tay số tiền hàng triệu mà lòng cứ giằn co. Tuy trọng trách là thủ quỹ công ty, nhưng khi nghĩ đến món nợ chưa thể trả, Mỹ bắt đầu nghĩ đến số tiền quyên góp khá lớn của toàn thể nhân viên công ty. Tiền quyên góp này xén một mớ chắc không sao đâu. Nhưng mà giờ làm sao để không bị phát hiện đây ta? Chị Mỹ. Hả? Giang, em qua đây có gì không? Sao mà cứ... Hồi sáng này á, phòng em có vài người vắng mặt, nên bây giờ họ chuyển tiền cho em, nhờ em quyên góp để đem qua bổ sung cho chị. Biết trễ, nhưng mà em qua thử, chứ giữ tiền người khác chạy ngoài đường sợ rơi mất thì đền không có nổi. May mà chị chưa có về. Mà sao nay chị làm gì mà chị cứ hốt hoảng hoài vậy? Có làm gì sai không đó? Chị bình thường mà, hốt hoảng gì đâu. Tại chị hay bị giật mình vậy á. Trời ơi, em trêu chị vậy thôi. Mà chị cũng không cần giấu em đâu. Hồi trưa này á, em lỡ nghe chị nói chuyện điện thoại hết rồi. Chị đang thiếu nợ đúng không? Đang rất cần tiền chứ gì. Trời ơi, em nghe nhưng mà em chưa có hiểu hết đâu. Đừng có nói cho ai biết nha. Trời ơi, chị cảnh giác với em làm gì? Chị muốn á, em bày cho chị một cách. Cách gì vậy? Dễ mà. Số tiền quyên góp của các nhân viên trong công ty mình, chị là người giữ. Số tiền lớn chẳng xíu có ai biết đâu. Giữ thì giữ, nhưng mà sao chị dám ăn chặn? Ở đây ai nộp bao nhiêu đều có ký tên. Chị ghi lại hết số tiền của từng nhân viên, rồi từng bộ phận nộp luôn. Giờ chuyển qua Mặt trận Tổ quốc không đủ là xếp cho chị bài màu luôn đó. Trời ơi, cái gì cũng có cách của nó hết. Cách nào thì em nói ra luôn đi. Em nói ra là chị phải nhớ trả công cho em á nha. Ừ, nhưng mà phải bảo đảm không có bị phát hiện nha. Chứ sơ suất là vô tù thì em cũng không có thoát được đâu. Biết rồi. Chiều nay chốt sổ quyên góp rồi đúng không? Tổng cộng công ty của mình ủng hộ được bao nhiêu? Tới giờ này thì để coi, 24.750.000 đồng. Các phòng thì đã chuyển đủ hết rồi. Chắc cá nhân cũng không có ai chuyển thêm nữa đâu. Vậy chị chuyển cho Mặt trận Tổ quốc 24.750 đồng thôi. Cái gì? Điên hả? Điên cái gì mà điên. Chuyển khoản 24.750 đồng, rồi chị chụp màn hình thông tin chuyển khoản, chị gửi đây cho em. Em photoshop thêm mấy số 0 ở đằng sau là thành 24.750.000 đồng rồi. Chị hiểu không? Làm photoshop được hả? Mấy cái này nó dễ mà. Bảo đảm thông tin chuyển khoản y như thật luôn. Sếp Tân không có phát hiện ra đâu. Chị chuyển cái file đó báo cáo là coi như mình lấy tiền êm xuôi. Ai biết được sự thật đâu. Ừ, hay đó. Vậy để chị làm thống kê xong, chị chuyển Mặt trận Tổ quốc, chụp màn hình thông tin chuyển khoản rồi gửi cho em. Em chỉnh lại số tiền gửi giùm chị nha. Báo cáo sếp Tân xong xuôi á, chị gửi qua Hồng cho em liền. Ok, thống nhất vậy nha. Chị mà nuốt lời không đưa hoa hồng cho em, lại mét xếp tân cho coi. Biết rồi mà. Tối hôm đó chốt sổ, Mỹ chuyển khoản cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi chụp hóa đơn chuyển khoản gửi cho Giang. Một tiếng đồng hồ sau, Giang gửi lại tấm ảnh đã photoshop không một vết tích, nhìn chẳng khác gì thông tin chuyển khoản thật. Mỹ nhanh chóng gửi lên nhóm riêng để báo cáo cho lãnh đạo. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành và số tiền hoa hồng cũng được chia cho Giang. Vài ngày sau, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố với hơn 12.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Điều này thể hiện sự minh bạch rõ ràng về số tiền mà Ủy ban nhận được từ các nhà hảo tâm từ nhiều nơi trên khắp đất nước. Nhưng đồng thời cũng mang đến vô số vấn đề kèm theo sau đối với những ai có dụng ý xấu. Trong khi đó, Giang chưa đọc được thông tin này nên đến công ty với tâm thế phấn khởi. Chào mọi người.
Hôm nay sao ai cũng đi làm sớm á chị ta? Vừa mở cửa bước vào, đồng nghiệp ai cũng hướng về phía Giang với ánh mắt bất bình khác hẳn mọi ngày. Ủa, mọi người sao vậy? Bộ mới bị sếp la hả? Chị Giang, chị không biết thiệt hay là đang giả đò chị? Chuyện gì? Chị chưa có hiểu. Chị tự coi cái này đi, rồi chị hiểu liền à. Này là cái gì? Đó là thông tin số tiền ủng hộ của cá nhân, đơn vị được Mặt trận Tổ quốc sao kê và đăng công khai. Tụi em dò tìm tên chị và công ty của mình, kết quả chị chỉ ủng hộ có 20.000 à, còn nguyên công ty ủng hộ có 24.000. Cái gì? Làm gì có chuyện đó? Cá nhân chị ủng hộ tới 2 triệu mà. Để chị xem đã. À, vậy chắc bữa đó chị nhầm, bấm thiếu số 0 rồi. Chết thiệt. Chữ nhầm là sao? Bức ảnh chị chụp màn hình chuyển khoản mà chị khoe lên Facebook ghi số tiền là 2 triệu mà, đâu phải 20.000. À, vậy cái sao kê này có gì nhầm lẫn rồi? Người ta đăng công khai số liệu sao kê, nhầm kiểu gì? Chị lách đường này rồi chị né đường kia đủ kiểu hết à. Lộ ra là chị ủng hộ có 20.000 mà chị Photoshop rồi làm giả thông tin chuyển khoản đăng lên mạng xã hội, khoe khoang làm màu làm mè. Ủa, chưa chắc cái tài khoản sao kê em đang xem là của chị mà. Ở Việt Nam này thiếu gì người tên Lê Trúc Giang. Trước giờ chị hay đăng sống ảo, nay mọi người á là mới biết là chị sống ảo phong bạc tới cỡ đó luôn á. Ủng hộ có 20.000 mà thổi phồng lên tới 2 triệu lận. Chuyển nhiều cũng được, miễn tấm lòng của tôi. Ai cấm tôi làm việc đó? Can dự gì mà nói tôi này nọ? Nói chung á là không có ai cấm chị hết á. Cũng chẳng có ai nói á, khi mà mình làm việc tốt dù là nhỏ nhất. Cái đáng trách á là chị làm có chút xíu hà, mà chị khoe lên gấp chục lần hà. Sao chị cố tô vẽ cho cái hình ảnh của mình lung linh, trong khi thực chất mình chả có gì hết à? Cái đó là việc của tôi, miễn bàn được không? Thì được thôi, chị không muốn nghe góp ý thì thôi. Chuyện chị tự làm á thì chị tự chịu. Có điều nè, từ nay á chị đừng có nói đạo lý với tụi em, với mọi người nữa nghe. Cuộc tranh luận dừng lại, mọi người im lặng và lắc đầu trước thái độ vừa rồi của Giang. Giang ngồi xuống bàn làm việc, không khí im lặng đến khó tả. Bỗng bên phòng giám đốc Giang lên tiếng ông Tân rõ to. Mọi người chừng tay, bước khẽ ra cửa. Cô làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy mà cô coi được hả cô Mỹ? Cô nói cho tôi nghe lý do là cái gì coi. Dạ, xin lỗi anh. Tại vì người ta đòi nợ em dữ quá cho nên em mới lỡ dạy thôi à. Không có nhờ mấy cái trang sao kê đã đăng công khai á, thì làm sao tôi biết công ty này lại có thủ quỹ ăn chặn tiền từ thiện như vậy? Nguyên công ty ủng hộ 24 triệu mà cô chuyển có 24.000. Đủ mắt mặt chưa? Rồi rốt cuộc cái hình thông tin chuyển khoản ở đâu ra mà cô có? Tại sao có nó? Cô mà không nói rõ tôi báo công an qua là họ điều tra đó. Là em nhờ con Giang á. Em xin lỗi. Giang nào? Giang công ty mình đó hả? Dạ, tại con Giang nó xúi, nó làm giúp cái bức hình thông tin chuyển khoản nè. Chứ em không có biết mấy cái vụ Photoshop này đâu sếp à. Nghe Mỹ đổ lỗi cho mình, Giang chói giả mở cửa bước vào phòng. Giang ngang câu chuyện ông Tân đang gặng hỏi Mỹ. Dạ sếp, là chị Mỹ chỉ thiếu nợ, kêu em làm bức hình thông tin chuyển khoản nâng số tiền lên. Em tưởng chị sống ảo, em không có liên quan tới vụ này nha. Chị lớn rồi, sao chị đổ thừa em xúi vậy được? Vậy cô nói thử đi, cô có liên quan không? Rồi cô xòe tay ra nhận tiền qua hồng từ vụ này thì sao? Thôi im hết đi. Cả hai cô đều có hành vi rất là tệ hại. Cả hai đều làm mất hình ảnh và uy tín của công ty. Chỉnh sửa, tạo lập thông tin sao kê để chiếm lấy số tiền mà mọi người đóng góp. Đây là hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, là vi phạm pháp luật đó. Tụi em biết lỗi rồi, mong anh và mọi người bỏ qua cho. Dạ, tụi em sẽ trả lại số tiền đã lấy. Xin anh đừng làm lớn chuyện này. Đền bù á là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà vi phạm á là nhất định phải xử lý. Tôi không có thể để các cô tự tung tự tác như vậy được. Giờ á là tôi trao đổi trước á, chuyện còn lại là tôi sẽ giao hồ sơ cho công an xử lý. Mời hai cô về cho. Dạ. Dạ. Quý vị thân mến, qua nhân vật Giang trong câu chuyện này, chúng ta có thể thấy một số cá nhân lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để tạo dựng hình ảnh bằng cách đăng tải các hóa đơn chuyển khoản được chỉnh sửa số tiền tăng gấp nhiều lần,
nhằm phô trương bản thân là người thành công, có tấm lòng hào phóng trong việc làm từ thiện. Tuy nhiên, hành vi này có thể bị coi là làm giả tài liệu và đưa tin sai sự thật. Hành vi này không chỉ phản ánh sự thiếu trung thực mà còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nó tạo ra sự ngờ vực trong cộng đồng, làm mất đi lòng tin vào các hoạt động thiện nguyện và tổ chức từ thiện. Khi lòng hảo tâm trở thành công cụ để những người phong bạc xây dựng hình ảnh, thì giá trị chân thực của những nỗ lực cứu trợ bị giảm đi đáng kể. Đây là vấn đề nghiêm trọng về mặt đạo đức, bởi lẽ việc ủng hộ từ thiện nên xuất phát từ lòng thành và trách nhiệm, chứ không phải là một màn biểu diễn để gây ấn tượng. Hành vi phong bạc không chỉ dừng lại ở việc vi phạm đạo đức, mà trong nhiều trường hợp nó còn đi xa hơn và vi phạm pháp luật như hành vi của nhân vật Mỹ. Nhân vật Mỹ đã lợi dụng việc chỉnh sửa hóa đơn chuyển khoản nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng với nhiều khung hình phạt tùy theo mức độ và tính chất của vụ việc. Việc giả mạo hoặc lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản trong các hoạt động từ thiện có thể bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017, người nào lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản sẽ phải đối mặt với mức phạt cao nhất là 20 năm tù. Quý thính giả vừa thưởng thức xong chương trình kịch truyền thanh trên sóng FM 103.1 MHz và kênh YouTube Tây Ninh TV Audio của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.